học sinh của trường trung học cơ sở An Dương. Kính thưa quý đại biểu, kính thưa quý thầy cô, các bạn học sinh thân mến, để mở đầu cho chương trình sinh hoạt hôm nay, xin mời quý vị đại biểu, quý thầy cô và các em học sinh cùng đến với các tiết mục văn nghệ do thầy Huy và các em học sinh lớp 6 biểu diễn. Thank you.
Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là một tổ chức của thiếu niên và nhi đồng do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam sáng lập tại thôn Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Và được Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hướng dẫn hoạt động. Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh thành lập theo nhu cầu tất yếu của lịch sử đất nước. Bởi lẽ lịch sử Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và phong trào thiếu nhi Việt Nam là một bộ phận trong lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đội nhi đồng quốc ra đời nhằm tập hợp thiếu nhi vào một tổ chức thống nhất từ trung ương đến từng địa phương dưới phụ trách của Đoàn Thanh dục các em theo tinh thần cách mạng và coi các em là một lực lượng cách mạng. Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh có tầm quan trọng vì tập hợp các em trong cùng độ tuổi thiếu niên đầu. Như vậy, các em có cùng chung về mặt tâm lý, yêu thích hoạt động cùng nhau học hỏi, được rèn luyện và trưởng thành. Trong những năm kháng chiến, Đội Thiếu niên Tiền phong đã có nhiều anh hùng có công với cách mạng như Kim Đầu, người đội trưởng đầu tiên của đội cũng là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Lê Văn Tám, ngọn đuốc sống của thành phố mang tên Bác, Nguyễn Bá Ngọc quên mình hy sinh để cứu hai em nhỏ, Trần Văn Trọng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Thiếu niên nhi đồng hôm nay tiếp nối truyền thống yêu nước của các bậc cha anh, phấn đấu học tập không ngừng để xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp hơn. Thế hệ trẻ hôm nay chính là tương lai của đất nước mai sau. Em vừa trình bày xong ý nghĩa về ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Xin cảm ơn quý thầy cô, các anh chị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin cảm ơn phần trình bày của em Nguyễn Phi. Tiếp tục chương trình, chúng ta cùng đến với trò chơi đố vui. Cô xin mời bạn Ngọc Anh lớp 66 sẽ dẫn trò chơi này. Xin mời em. Câu hỏi có nội dung như sau. Câu 1, đội thiếu niên
hiệu nhà trường, các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến. Tôi xin báo cáo tổng kết cuối năm công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2015-2016 với chủ đề tự sử độ vững bước tiến lên đoàn. Về tổng số học sinh trong nhà trường là 1.448 học sinh, trong đó đoàn viên là 5 học sinh và đội viên là 1.443 học sinh. Về thuận lợi và khó khăn, thuận lợi thì đa số các học sinh đều ngoan ngoãn và ý thức trong học tập và tham gia các phong trào. Anh chị phụ trách đội luôn tâm huyết nhiệt tình là những giáo viên chỉ chủ nhiệm trẻ, luôn nhận được sự hướng dẫn chỉ đạo sát sao kịp thời cụ thể của hội đồng đội quận và ban giám khảo hiệu nhà trường luôn quan tâm đến công tác đội. Về khó khăn, do số chi đội rất là nhiều nên việc tổ chức hoạt động có quy mô lớn chưa được quản lý chặt chẽ nghiêm túc, và do có nhiều giáo viên trẻ là công tác chủ nhiệm nên chưa có kinh nghiệm. Về những giải pháp và cách làm có hiệu quả, một đó là phong trào thiếu nhi thành phố làm theo năm đồ điều Bác Hồ dạy, chương trình tự hào truyền thống khi bước chân anh. Nhà trường liên đội đã triển khai sâu rộng các hoạt động giáo dục đội viên học sinh biết yêu tổ quốc, yêu đồng bào, kính yêu Bác Hồ, tìm hiểu lịch sử dân tộc, giới thiệu cho các em tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam. Thông qua việc tổ chức lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, tổ chức các hoạt động thiếu nhi với lịch sử dân tộc thông qua chương trình sinh hoạt chủ đề Hát mãi khúc quân hành vào ngày 21 tháng 12, tổ chức hoạt động đền ơn đáp nghĩa thắm địa chỉ đỏ gia đình có công với cách mạng cùng với chi đoàn nhà trường, và tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục về chủ quyền biên giới về biển đảo thông qua ngày 9 tháng 1, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền xây dựng ý thức pháp luật cho đội viên bằng các phương pháp sinh động cụ thể như phối hợp với công ty Thép Hoàng Đa Bình Thái Quân và công an phường tuyên truyền luật giao thông đường bộ, giáo dục ý thức chấp hành kỷ luật. Đây đó là chương trình học tập sáng tạo vươn tới tương lai. Liên đội đã tổ chức các phong trào chào thi đua học tốt sáng tạo, rèn luyện đức tính chuyên cần siêng năng thông qua các phong trào như Hoa Điểm 10, phong trào học tập và làm theo báo đội, xây dựng được tủ sách mầm non tại liên đội thông qua hình thức phát động trong sinh toàn trường đóng góp ủng hộ sách báo chuyện tạp chí cho thư viện. Về chương trình rèn luyện chăm ngoan thiếu nhi sẵn sàng, tổ chức hoạt động thân thể nâng cao sức khỏe thể chất đội viên thông qua các hoạt động chào mừng ngày 20 tháng 11 như hoạt động mừng đảng mừng xuân như kéo co, cô ăn quan thi văn nghệ đàm kiệp vân vân, làm hoa mai hoa đào. Về chương trình làm nghìn việc tốt hoa thơm dân bác, đẩy mạnh các phong trào học tập và làm theo lời Bác cho đội viên toàn liên đội thông qua vận động thiếu nhi làm theo lời Bác, tổ chức thực hiện các công trình mang non giúp đội viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường, kết hợp với thăm hỏi tặng quà động viên những đội viên có hoàn cảnh đặc biệt, thực hiện phong trào lụa vàng cùng bạn đến trường và xuất bản quyển sách với tổng trị giá hơn 16 triệu đồng thông qua chương trình tặng thưởng áo trắng đến trường cho 64 học sinh có hoàn cảnh khó khăn và chương trình cùng bạn đến Tết, và thực hiện quỹ xã hội ủng hộ đồng bào vùng lũ với tổng giá trị là 9.226.000 đồng, ủng hộ trẻ khuyết tật với số tiền là 500.000 đồng và thực hiện thu kế hoạch nhỏ được 17.301.000 đồng. Về công tác xây dựng đội, về công tác đội viên thì đầu tư nội dung chất lượng của sinh hoạt đội, tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục đội viên yêu tổ chức đội. Về công tác chỉ huy đội, phát huy tối đa tính tự quản của ban chỉ huy liên đội, chi đội, hướng dẫn và nâng cao vai trò tự quản của lực lượng chỉ huy đội thông qua các chương trình tập huấn, hội thi chỉ huy đội giỏi, hỗ trợ, vân vân. Về xây dựng liên đội, chi đội, liên đội đã xây dựng nội dung và chương trình sinh hoạt chi đội phong phú phù hợp với lứa tuổi, chỉ đạo tổ chức đại hội chi đội tiến tới đại hội liên đội, hội đại hội cháu ngoan Bác Hồ. Về công tác tham mưu chỉ đạo, về công tác chỉ đạo với chi đội thì liên đội chỉ đạo các chi đội tổ chức đại hội chi đội đại hội cháu ngoan Bác Hồ theo đúng tiến độ, để ra chương trình hoạt động trong năm gắn với chương trình chung của liên đội trường và hội đồng đội quận Gò Vấp, hướng dẫn đội viên tham gia chương trình đội đề nghị đội viên theo chuyên nghiệp. Về đối với liên đội thì liên đội chủ động để xây dựng nội dung giải pháp sáng tạo phong phú phù hợp nhằm thực hiện tốt các phong trào hàng tháng liên đội để đảm bảo chế độ thông tin báo cáo kịp thời. Về công tác tham mưu phối hợp đối với nhà thiếu nhi thì liên đội tham gia đầy đủ các hội thi sân chơi giáo dục lịch sử rèn luyện kỹ năng sống cho các em, tham gia đầy đủ các lớp tập huấn phụ trách đội, tham gia thi phụ trách đối với phòng giáo dục và đào tạo để tham gia đầy đủ các hội thi sân chơi do phòng giáo dục quận phát động như cuộc thi văn hay chữ tốt, cuộc thi viết thư quốc tế UBU, UFAB, Olympic.
đối với địa bàn dân cư để tiếp tục tham gia đầy đủ các hoạt động đội nhóm câu lạc bộ phụ trách thiếu nhi địa bàn dân cư và tham mưu với các đảng ủy chính quyền phường 6 trong việc tổ chức tốt các hoạt động vui chơi giải trí cho thiếu nhi trong dịp hè. Trên đây là báo cáo tổng kết công tác đoàn đội. Tiếp theo chương trình là phần khen thưởng cho các cá nhân tập thể tham gia tích cực các hoạt động phong trào của nhà trường. Tôi xin đọc quyết định khen thưởng. Quyết định số 1 của đoàn đội cấp ban chấp hành đoàn phường 6 số 13 QĐ-TTN phường 6 ngày 19 tháng 5 năm 2016 quyết định về việc công nhận danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ năm học 2015-2016 ban chấp hành đoàn phường 6 căn cứ điều 34-35 chương 10 điều lệ đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh căn cứ vào văn bản đề nghị ngày 17 tháng 5 năm 2016 của liên đội trường trung học cơ sở An Nhơn về việc đề nghị công nhận danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ quyết định công nhận 843 em đội viên học sinh thuộc liên đội trường trung học cơ sở An Nhơn đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ năm học 2015-2016 danh sách tính kèm số công nhận từ 1235 đến 2017. Điều 2, ban chấp hành đoàn phường 6 liên đội trường trung học cơ sở An Nhơn và các em đội viên học sinh có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định kể từ ngày ký. Thay mặt đoàn phường 6, bí thư Nguyễn Văn Cường đã ký. Về quyết định số 2, phòng giáo dục đào tạo có cấp trường trung học cơ sở An Nhơn số 86 QĐ-AN có cấp ngày 17 tháng 5 năm 2016 quyết định về việc khen thưởng các cá nhân tập thể đạt thành tích cao trong các hoạt động phong trào năm học 2015-2016. Hiệu trưởng trường trung học cơ sở An Nhơn căn cứ quyết định số 510 QĐ Ủy ban nhân dân ngày 28 tháng 8 2001 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp về việc thành lập trường trung học cơ sở An Nhơn. Căn cứ các quyết định số 46415 QĐ Ủy ban nhân dân ngày 10 tháng 8 2015 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp về việc bổ nhiệm hiệu trưởng này trường trung học cơ sở An Nhơn. Căn cứ nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua khen thưởng và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thi đua khen thưởng. Theo điều lên đề nghị của hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường quyết định điều 1 khen các cá nhân tập thể đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động phong trào và kỳ 2. Điều 2 đó là tặng giấy khen và phần thưởng cho các cá nhân tập thể đạt thành tích xuất sắc trong các hoạt động phong trào. Điều 3 hội đồng thi đua khen thưởng và các cá nhân có tên trong điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này hiệu trưởng Nguyễn Thị Hồng Ánh đã ký. Do thời gian có hạn nên nhà trường chỉ trao thưởng cho 32 học sinh là cháu ngoan Bác Hồ tiêu biểu của 32 lớp và các tập thể cá nhân tham gia tốt các phong trào của nhà trường. Số học sinh cháu ngoan Bác Hồ còn lại sẽ được giáo viên chủ nhiệm trao tại lớp của mình. Sau đây xin mời kính mời cô Nguyễn Thủy nên tiếp tục điều hành chương trình khen thưởng. Xin mời quý vị cùng cô. Sau đây xin mời 32 bạn học sinh là cháu ngoan Bác Hồ tiêu biểu lên nhận quà và giấy khen của nhà trường. 1. Nguyễn Thị Hồng Vân, 6-1. Cô đọc tên mời các bạn di chuyển lên trên đó. Nguyễn Cát Tường, 6-2. Trần Hưng Long, 6-3. Nguyễn Võ Phương Châu, 6-4. Bùi Hoàng Huyền Anh, 6-5. Trần Kim Ngọc Anh, 6-6. Nguyễn Huỳnh Hà My, 6-7. Phạm Mai Duyên, 6-8. Nguyễn Lê Khánh Ly, 6-9. Đoàn Hiển Long 60, Nguyễn Cẩm Phi 61, Trần Hải Đông 62, Phạm Thị Hồng Dung 71, Trần Nguyễn Quỳnh Nhi 72, Trần Giang Minh 73, Trần Quỳnh Như 74, Lê Anh Sơn 75, Phan Huỳnh Minh Thư 76, Nguyễn Ngọc Phương Nguyên 77, Dương Ngọc Thủy Trung 78, Nguyễn Minh Nguyên 79, Nguyễn Phúc Thanh 70, Phạm Thị Kim Ngân 71. Tân Thủy Liên 81, Nguyễn Kiều Vi 82, Nguyễn Giang Học 83, Nguyễn Thị Bích Dân 84, Trần Đình Tiến 85, Trần Thu Hiền 91, Đỗ Xuân Hùng 92, Đào Đặng Thành 93, Dương Ngọc Minh Châu 94. Xin kính mời đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng đội quận Gò Vấp, cô Nguyễn Thị Ngọc Anh, Bí thư chi bộ hiệu trưởng nhà trường, bà Đặng Thị Tuyết Châu, Phó Bí thư
thị thi thi 77 tên thị Nguyễn Thị Thi Thi 77 tham gia tích cực phong trào. Tên thị Phương Thảo 66, Nguyễn Anh Hoàng Phúc 68, Ngô Hoàng Trúc Linh 83, Nguyễn Trần Hoàng Vi 91, Nguyễn Hoàng Như Yên 94, Nguyễn Thị Huyền Trang 91 là sao đỏ xuất sắc. Vũ Duy Khang lớp 64, Trần Thu Phương lớp 65, Trần Văn Chiến lớp 71. Gương người tốt việc tốt. Chi đội lớp sau đây là danh sách chi đội xuất sắc. Chi đội lớp 69, chi đội lớp 63, chi đội lớp 64, chi đội lớp 65, chi đội lớp 75, chi đội lớp 76, chi đội lớp 79, chi đội lớp 83, chi đội lớp 94. Tập thể đội sơ cấp cứu đạt giải khuyến khích cấp quận. Mời đại diện là em Phan Hồng Nhận lớp 74. Tập thể sao đỏ hoàn thành nhiệm vụ năm học. Mời đại diện em Huỳnh Huy An lớp 73. Sau đây xin mời cô Nguyễn Thị Minh Nhân, phó hiệu trưởng nhà trường, cô Cao Thị Thu Hương, phó hiệu trưởng nhà trường, cô Trần Thị Trang, tổng phụ trách nhà trường lên trao giấy khen và quà cho các em. Xin trân trọng kính mời cô. Thank you.
giáo, cô học trẻ em đội viên trường trung học cơ sở An Nhân thăm mến. Lời đầu tiên cho phép tôi hội đồng đội quận Gò Vấp gửi lời chào mừng và chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị lãnh đạo, quý vị đại biểu cùng đoàn trẻ em học sinh. Chúc cho chúng ta có một buổi thật vui, thật nhiều ý nghĩa. Các em học sinh thân mến, trong không khí đội viên cả nước của chúng ta đang thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 năm 2016 và kỷ niệm 126 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2016. Và toàn thể học sinh trường trung học cơ sở An Nhân của chúng ta cũng đang thi đua để chào mừng cũng như là làm thành tích, cũng như là cố gắng các công tác rèn luyện học tập để xứng đáng trở thành chốn ngon Bắc Bộ. Trước hết thì các em thân mến, các em là những bông hoa tươi đẹp trong vườn hoa vì người tốt, xứng đáng là chốn ngon Bắc Bộ. Hôm nay nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập đội và trường chúng ta cũng đã tuyên dương cho các em học sinh đạt danh hiệu chốn ngon Bắc Bộ năm học 2016. Cũng như là tôi thay mặt cho tập thể hội đội quận Gò Vấp nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương và khen ngợi các thành tích của các em trong năm học 2015-2016 và chúc các em đạt danh hiệu chốn ngon Bắc Bộ trong năm học 2015-2016 thật nhiều sức khỏe và chúc các em luôn học giỏi và đạt được thành tích cao trong kỳ thi sắp tới. Các em thân mến, có được vinh dự và tự hào này trước hết là nỗ lực quyết tâm cao của bản thân của mỗi em, là sự giúp đỡ chăm sóc và tạo điều kiện của gia đình, của cha mẹ, của nhà trường, của thầy cô giáo, của tổ chức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, của thầy giáo cô giáo là học sinh đội và của bạn bè. Vì vậy sau liên hoan này các em về gia đình, khu phố cần giao lưu và chia sẻ với những người thân, bạn bè, đồng viên lôi cuốn các bạn để ngày có thêm nhiều người tham gia phong trào thi đua làm nghề nghiệp tốt, ngày càng nhiều bạn là con trò giỏi, đội viên tốt, đóng góp tốt. Cuối cùng thì chúc quý vị lãnh đạo, quý vị đại biểu nhiều sức khỏe, chúc toàn thể các em đội viên học sinh trường trung học cơ sở An Nhân thật là nhiều sức khỏe và tự tin trong buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn. Cô nghĩ rằng đó là những
thầy cô giáo.